Ở tay và hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Manto đây. Yeah, hôm nay là tôi sẽ dắt mọi người đi tham quan một ngôi nhà siêu độc lạ và cũng không kém phần hấp dẫn luôn. Thì ngôi nhà này của bạn là có tên là gì, là Queen Phantom nha các bạn ạ. Thì không biết là mình đọc có đúng hay không, nhưng mà có gì sai thì mọi người thông cảm nha. Thì nói chung là đây là tên của nhà bạn này. Và nếu như bạn nào mà quan tâm á, thì tí nữa mình sẽ để cái tên của bạn này ở dưới phần mô tả video hoặc là dưới phần comment để cho các bạn có thể vô tham quan nha. Và do là cái tên bạn này có ký tự đặc biệt á, cho nên tôi sẽ copy cho mọi người luôn. Rồi, ở tên thì hôm nay mọi người thấy tôi bật cái bộ đồ gọi là chủ đề gọi là khủng long đúng không? Đúng vậy. Hôm nay tôi sẽ dắt mọi người đi tham quan một ngôi nhà gọi là gì sao ta? Trạm nghiên cứu khủng long ngoài vũ trụ các bạn à. Trời ơi, nghe quá là tuyệt vời luôn. Mình xem ở trên cái video á là mình đã thấy hả? Sao ta? Ơi, trời xịn vãi luôn á. Rồi, thì hôm nay là tôi sẽ dắt mọi người đi nha. Hiện tại bây giờ tôi đang đứng trước cửa nhà nè. Thì theo như mình quan sát á, là cái nhà này là bạn xây ở nhà là đảo bầu trời nha các bạn. Trước khi bắt đầu video này, nếu như các bạn thấy video của mình hay thì nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Thì trước khi làm video này thì tôi cũng đã xin phép bạn này nha, chứ không phải đi review chùa nha các bạn à. Rồi ok, nói chung là cũng xin phép đàng hoàng lắm, người lịch sự ai làm thế đúng không? Rồi, ok bắt đầu thôi. Đây bây giờ là tôi sẽ quay mặt lại cho mọi người coi nha. Trời ơi, wow, đúng xịn luôn mọi người à. Trời ơi, đây là tất cả những nội thất của trong cái hộp gọi là sao ta, bốc thăm nữ chiến binh TK á. Trời ơi má ơi, mở ra được nhiêu đây thôi là tôi nói trời, không biết là bạn này mở ra được cái ba lô phản lực chưa, nhưng mà tôi nghĩ là chắc là được rồi đó. Bao nhiêu đây nội thất. Trời ơi, tôi cảm giác như là tôi đang ở trong một cái con tàu vũ trụ thật sự đó mọi người. Má ơi, dùng cụm từ là phải dùng cụm từ là má ơi, trời đất ơi luôn á. Đây là một cái tôi nghĩ là sao ta, khu vực này là dùng để cho cái mấy nhà bác học nghiên cứu. Nghiên cứu khủng long hay là nghiên cứu gì đó đó. Tại vì tôi nghe bạn này bây giờ là sao ta, đây là một trạm nghiên cứu khủng long thì chắc là tôi tin là vậy. Hoặc là để nghiên cứu nhau nhau chẳng hạn. Đây đây tôi sẽ, đây nói chung là sẽ có một cái em bé khủng long nằm bên đây và bị tiến hành nghiên cứu. Và xung quanh là mấy cái buồng chứa đông đúng không ta? Tôi nghĩ là vậy nha. Trời ơi, tôi đang bị nghiên cứu nè mọi người. Tôi cũng là khủng long nè, khủng long con. A, à, đang bị nghiên cứu. Mình có mở hết đèn lên đó nhưng mà có một số chỗ mình nhảy lên không có được á, nó cao quá. Nhưng mà cụ thể là nó vậy nè mọi người. Trời ơi, nó giống cái trạm ngoài không gian vãi luôn á. Bạn này là xây cái khu vực này á là ở dưới nhà bầu trời, lúc mà mình view lên đây nè, mình có thấy được cái cầu thang. Đó, mấy bạn có thấy cầu thang trên kia không? Đó, thành ra là cái chỗ này là nó hơi thấp so với cái nền nhà một tí. Nhưng mà xây như vậy là quá là tuyệt vời luôn. Tôi cảm giác là mỗi lần tôi đi qua cái khu vực này á, tôi đang cảm giác là tôi đang ở trên một cái con tàu vũ trụ nào đó, chứ không phải là dưới trái đất mọi người. Nó là một cái phong cách gọi là sao ta, universe rồi, tầm vũ trụ luôn rồi. Má ơi, kinh dị thiệt. Trời ơi, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Thì đây là xương xương của cái khoang đầu tiên nha. Bây giờ mình sẽ đi vào khoang thứ hai nha các bạn. Ok, let's go. Đây là có một cánh cửa nè, mở. Đó, và tụi mình sẽ đi vào trong. Cái gì đây? Oh, wow. Trời ơi, cái chỗ này giống như là một cái cơ sở nghiên cứu bí mật đó các bạn à. Trời ơi, má ơi, nhìn tối tăm vãi. Nhìn đúng kiểu gì ta, một cái tàu vũ trụ luôn á. Chứ mà tàu vũ trụ này ở trong mà có cái cầu là tôi thấy hơi kỳ kỳ nha. Ok, nhưng mà thôi, mình sẽ đi khám phá cái hang đầu tiên trước. À không, cái phòng đầu tiên trước, lộn. Cứ thấy nó giống mấy cái hang. Rồi ok, get go. À đây sẽ là một cái phòng dùng để học hành nè các bạn à. Đó, dùng để cho các nhà khoa học học hành. Và kế bên đây là bạn chủ nhà, bạn này đang bị ngủ đông luôn rồi. Chủ nhà ngủ đông luôn rồi các bạn à. Chủ nhà chui vô đây đi ngủ đông rồi. Ok. Ô mọi người nhìn thấy cái gì không? Ê, cái này tôi không biết là cái cửa sổ hay là cái gì nha, nhưng mà kiểu như mọi người thấy kìa, ở đây là trái đất, còn bên đây á là mặt trăng. Thì chứng tỏ là tụi mình đang ở ngoài vũ trụ. Và là phỏng đoán của mình là con tàu này là một con tàu không gian để nghiên cứu khủng long, là quá chuẩn xác luôn. Quá là tuyệt vời. Wow, tính ra là cái con tàu này là bay chưa xa trái đất lắm nha, tại vì vẫn còn thấy trái đất khá là bự và cũng khá là rõ nè. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Thì cái phòng này là một cái phòng dùng để học hành nha mọi người. Hoặc là dùng để tôi biết rồi. Cái chỗ này là dùng để cho mấy nhà khoa học có thể nghỉ ngơi nè. Đó, học hành xong mệt quá, nghiên cứu mệt quá, chui vô đây nằm nghỉ ngơi, ngủ khò khò trong đây luôn. Quá tuyệt vời luôn, quá sáng tạo luôn mấy má. Đấy, còn phong cách thì do là ở trên tàu vũ trụ, thành ra là rất là nhiều cái hệ thống đèn và cũng như đó là hệ thống chiếu sáng để giúp cho tụi mình không có bị lạc ở trong đây. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại á, là bạn này sử dụng nhiều cái đồ ở trong cái hộp nữ chứng minh TK á các bạn à. Nhìn nó hợp lý vãi luôn, nó không có bị dư thừa chi tiết nào hết á. Mình khá là thích cái phong cách decor của bạn này luôn á. Thì đối diện cái căn phòng họp hành á sẽ là một cái phòng nghiên cứu voi ma mút. Wow. Cái cầu này cầu gì vậy? Cái này chắc chắn là quả cầu plasma nè. Mở lên được không?
Quả cầu này là quả cầu plasma đây các bạn à. Chắc là dùng để làm năng lượng cho con tàu, hoặc là làm một cái cuộc thí nghiệm gì đó. Mà tôi thấy ở đây là con voi ma mút nè, vậy chắc chắn không phải là nghiên cứu khủng long không. Con tàu này là dùng để nghiên cứu những động vật thời tiền sử. Không biết là có phải là nghiên cứu trái phép hay không, nhưng mà tôi thấy rất là nghi nha. Kiểu như là sao ta, sẽ có một cái nhóm gọi là du hành thời gian đi bắt những động vật thời tiền sử về nghiên cứu các bạn à, hoặc để làm thú cưng kiểu vậy á. Tôi coi Doraemon biết tôi bị nhiễm. Cái chỗ này mình nhảy lên được nè. Mọi người ơi, tôi bị nghiên cứu rồi. Tiện ở giữa động do mammoth mà mọc ra nguyên con khủng long. Khó hiểu, con khủng long màu xanh luôn mới chịu nha. Ê nhìn cũng ghê nha, ê nhìn cũng kinh dị nha, ê nhìn cũng sợ nha. Ê sợ nha. Trời ơi, ủa đúng là ngoài không gian có khác. Đứng treo lơ lửng ở trên tường luôn. Ok. Đây, mình có xem trên video của bạn này rồi. Bạn này có xem một cái cầu, ở dưới là lava đúng không? Lava là dung nhau đuối lửa. Ê nè các bạn. Wow, trời ơi, khói kìa. Giống như là ở trong một cái miệng núi lửa thật sự vậy đó. Tuyệt vời. Ơi có lửa nữa kìa, ơi có lửa nữa nha, có lửa nữa nha. Ơi mọi người nhìn nè. Không biết tôi nhảy xuống đây tôi có bị hẹo hay không, nhưng mà thôi kệ, nhảy xuống đây để review nè. Nhảy thôi. À không, chưa hẹo lắm. Ô có lửa nữa nè. Trời ơi, bạn này làm chi tiết vãi luôn á. Má ơi, trời ơi, có xương khủng long đó nha. Trời ơi, chắc chắn đây là mấy bạn khủng long mà bị lava nhấn chìm nè. Má ơi, dữ dằn. Có khói nữa, quá là tuyệt vời luôn. Ê mà xí cho tôi hỏi được không, làm sao mà để ra được cái thảm nước màu đỏ này vậy? Nhìn như trong cửa hàng nó có bán được đúng không? Cái này là phải dùng cái gì đó để làm cái thảm nước màu đỏ này nè. Ôi ơi, khó hiểu lắm luôn á. Ê nhưng mà tuyệt nha, xuất sắc luôn á. Xịn vãi. Không biết các bạn thấy sao chứ mình chấm cái khu vực này là 9.5 nha. Rất là sáng tạo luôn. Mình để ý thì ở đây có một cái căn phòng nhỏ nè. Mình không biết là trong đây có cái gì, nhưng mình đi vô thử coi. Ủa, trong đây là cái gì vậy? Mà mình đứng trên đây mình cảm giác giống như đây ở là một cái gì ta, mồ chôn khủng long á các bạn. Không biết nữa, trời ơi, thấy sợ quá, thấy kinh dị quá đi. Oh my god, tôi thấy sợ ghê luôn á. Không biết là do là trí tưởng tượng của tôi hay là do là bạn cố tình làm vậy nữa. Tôi cảm giác là chỗ này giống như là mồ chôn khủng long á các bạn à. Sợ quá trời luôn, trời ơi quá trời luôn. Quá trời là xương khủng long ở dưới luôn nè. Má ơi, toàn xương không, không còn một miếng thịt nào hết. Tôi là em bé khủng long còn sống sót lại ở trên trái đất này. Và có rất là nhiều cục redstone ở dưới nữa nha. Cầu này có một cái cửa nè, không biết là nó sẽ dắt đi đâu. Để mình vô thử. Ủa rớt nữa rồi. Rồi, tôi mới bị rớt xong, cái cửa này nó sẽ không dắt tụi mình đi đâu hết các bạn à. Đây, nó sẽ không dắt tụi mình đi đâu hết. Cửa này là cuối rồi, cuối đường rồi. Ok, thì cái trạm nghiên cứu khủng long của bạn này thì bạn này chỉ xây 3 khu thôi, không, 4 khu mới đúng chứ. Đầu tiên đó là khu núi lửa lava nè, chỗ này gọi là màu chôn khủng long, không biết được hợp lý hay không, nhưng mà theo tôi cảm nhận là vậy á, cũng hơi sợ, nhưng mà mình rất là thích cái điểm này nha. Cái điểm mà bạn làm cái nền lava xong rồi bạn chăm chút thêm một chút xíu lửa và bạn làm thêm hả cái khói nữa. Trời ơi nhìn chi tiết vãi. Quá là dữ luôn á. Và cái khu vực thứ hai với thứ ba là ở cái chỗ này. Đây. Đó, đây là cái phòng họp hành của tàu không gian nè. Từ chỗ này thì mình có thể nhìn ra ngoài trái đất, nhìn ra ngoài không gian. Ui, toàn là xương khủng long không. Và chỗ này là phòng nghiên cứu voi ma mút, hoặc là nghiên cứu cái gì đó. Và có hai quả cầu plasma. Và cái đầu tiên thì lúc nãy mình cũng đã review khá là chi tiết rồi. Đó chính là một cái trạm, à không, một cái phòng nghiên cứu. Mà tôi ở đây tôi phải chạy thoát khỏi căn phòng. Tôi phải chạy, sao ta, tôi phải chạy thoát khỏi cái con tàu vũ trụ này đây. Ok, bây giờ là tôi phải chạy thoát khỏi đây. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này của mình nha. Nếu hay nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh. Và bạn nào mà có hứng thú với con tàu vũ trụ này thì nhớ đích vào phần mô tả video hoặc là phần comment, mình sẽ để link ở bên dưới. Quên lộn, mình sẽ để cái tên của nhà bạn này bên dưới cho các bạn vô khám phá nha. Còn bây giờ tôi phải chạy thoát khỏi đây. Quá là ghê rồi, tôi không nên ở đây. Tôi là khủng long bé nhỏ. Bye bye. See ya. Đừng quên đăng ký kênh và like video này cho khủng long nha. Bye bye. Rồi giờ tôi chạy đây. Bye bye. Chạy thôi.